chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Bạt Sài Gòn Du Lịch nhé. Mình tiếp tục quay lại chị gái bán 7 ngày 5 món, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn đó là món bò kho ngày thứ 7. Ai có đi làm buổi sáng thì mình ghé đây thưởng thức bò kho nhé. Rồi đến đây thấy là khách là rất đông. Đây là bán là khách ngồi ăn trên vỉa hè, mỗi người một cái ghế ngồi, rất đông vui buổi sáng. Rồi. Khách ngồi ăn quá trời, hủ tiếu bò kho. Ở đây là chị bán ngay cái địa chỉ góc Nguyễn Đình Chiểu và Hai Bà Trưng. Đi vô đây đường Hai Bà Trưng vô đây tầm 10 mét. Thời gian ở đây mở bán từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30. Em chào chị nhá. Dạ. Bò kho 30.000 à chị? Món này 30.000 một phần. Bò kho rất thơm. Đây thịt bò, gân. Bên đây là rau. Đây là mì gói, hủ tiếu. Đây có cả bánh mì hả chị? Có bánh mì, hủ tiếu mì. Dạ. Ở đây có hai món chị bán 30, đó là phở bò và bò kho. Đúng rồi, chính xác. Đây là thịt bò. Còn nóng hổi luôn mà bán hay. Nóng hổi mới nấu hồi sáng à? Nấu sáng này luôn lên. Dạ. Bốc khói luôn. Còn bốc khói luôn ạ. Trời thấy thơm quá trời. Đêm. À hầm cả đêm mà chị. Sáng này hầm lại tiếp xong mới vớt ra mới đi được. Dạ. Quá trời. Ăn đi uống. Đây có cái menu 7 ngày 5 món này. Thấy bún bò Huế bán 3 ngày. Chủ nhật và thứ 6, thứ 3 nhé cả nhà. Nhiều người biết sao? Nó dạ. Bình luận nó kêu mình đó là đeo tay, hỏi đeo hai tay làm sao mà làm. Đeo tay bóc cười thôi chứ còn cái tay mình đâu có. Vâng. Đây là cái bò kho mình trụng rau vô luôn, hủ tiếu à. Dạ. Đây có cái nồi nhỏ để trụng rau riêng. Đây mà kêu lò bánh mì chắc hơi xa đó. Vâng. Từ từ.
thơm rau quế chưa chị Mai? Giá rau chưa? Trong cái nồi mình có hầm cái gì không chị? Không, cái hầm chỉ có bò thôi, bò nên. Vâng, vớt ra hết rồi đó. Bò không hầm được cái gì hết. Dạ. Dạ. Đây là chị Dung, người Huế bán món bún ở Huế là đông khách nhất ở đây đó. Nói chung là cũng nhiều người Huế bán lắm. Vâng. Ý là mình cái món bún bò Huế mình đông nhất trong mấy món của mình đúng không? Cực kỳ đông khách. Dạ. Kỳ cục quá hả? Mà mình bán món này được ở đây được bao nhiêu năm rồi chị? Nói chung là chị bán ở đây thì cũng tầm 20 mấy năm. Vâng, 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm mà chị vô nghề của chị là 30 năm. Ủa, lâu quá. 20 mấy năm, nói chung này là tại chị vô nghề là 17 tuổi, hỏi là 14 mấy tuổi rồi. Mà mình vô Sài Gòn thì bán giao dạng vỉa hè đó. Ban đầu là chị đi bán canh bún bún riêu đó. Vâng. Vâng. Chứng tỏ chị rất giỏi, lâu đời ở đây rồi. Dạ, nói chung là ở đây thì cũng lâu đời, khách cũng quen lắm rồi. Vâng. Xưa nay giờ. Mai thấy khổ hơn đó. Anh ơi, bò kho bánh mì, hủ tiếu bò kho. Dạ. Món bún bò thì làm quen thuộc rồi phải không? Mười cà đó, quá ngon. Nãy giờ con dâu vậy? Hả? Một khi học ca. Phải không? Giờ này học ca trễ. Không sao. Ở đây thấy mối của chị là taxi với cả bảo vệ rất nhiều. Công an nữa.
sụp. Nồi mình cứ để sôi vậy liên tục hả chị? Ừ, liên tục. Dưới xài bếp than phải không? Chứ xài ga tốn ga chết. Bếp than. Vâng, than thì không sao. Thank you.
Chị làm tô hủ tiếu đấy chị, cho em tô hủ tiếu. Thế giờ chị bán là rất đông khách đó cả nhà. Cô chú chị bạn ai đi làm buổi sáng thì mình ghé đây thưởng thức món bò kho ngày thứ bảy nhé. Sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều.